Ok, mình bắt đầu nhá. Các em sẵn sàng chưa? Bạn nào sẵn sàng rồi thì chấm cái nào. Cả nhà sẵn sàng chưa nhỉ? Bạn nào sẵn sàng rồi thì chấm cái nào. Các em nhớ xe về tường nhá. Các em nhớ xe về tường đấy. Tí like xong rồi thầy ẩn. Lát thế á? Đây, giờ thầy tắt hết cả mọi cái đi. Thầy chỉ để thầy like cho các em thôi. Xem còn lát không? Còn lát không cả nhà? Còn lát không cả nhà ơi? Nhà trả lời thêm câu nào. Xem còn lát không? Hello. À, các em đợi thầy xíu nha. Đợi thầy chút xíu. Hello cả nhà. Ở đấy, biết ngay. Chào Xuân Nguyễn. Đây rồi. Thầy vào rồi. Ok, hôm nay thì chưa hết. 35 câu. Các em nhớ comment đáp án xuống bên dưới này. Được chưa? Ok, mình có câu 21 này. À, hôm nay thầy không mang máy tính đâu, nên các em nhớ các em bấm máy tính giúp thầy đấy. Hôm nay nha. Thì nhớ comment đáp án. Đợi thầy xíu để thầy chỉnh lại cái mạng. Giờ sẽ không bị đẩy nữa rồi. Tờ đề tôi mất rồi. Ok. Để rồi. Mình bắt đầu nhá. Chào Thành Đạt, chào các em. Giờ các em thấy mạng ổn chưa? Các em thấy mạng ngon chưa? Các em thấy mạng ngon chưa? Ngon lành Thành Đạt chưa? Giờ mình bắt đầu nhá. Câu thấy nét căng chưa? Nét căng như Sony thì mình bắt đầu. Thấy chưa nhá? Bắt đầu theo dõi được kỹ nhá. Theo dõi được kỹ để hiểu bài nhá. Những bạn nào chưa xe thì xe lại về tường nhá. Ham con đơn trước này. Đơn trước này. Nhớ comment đáp án nhá. Chào Bùi Vi Ngọc, hello. Kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng này. Tác dụng hết với nát 9,2 gam natri, câu này nhiều đứa nhầm lắm. Thu được 24,05 gam chất rắn này. Đấy, thì em nhìn chú ý nhá. Hàng côn đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Thế mình nhìn này. Anh này là ăn côn no. Anh này là ăn côn no này. Anh này ăn côn no, vậy là B, C, D đều là ăn côn no. Có mỗi thằng A là ăn côn không no thôi. Chính vì vậy nên mình sẽ đặt trường hợp số 1 của mình là ăn côn no đơn chức, được chưa? Vậy thì công thức tổng quát nó sẽ là CN H2N cộng 1 OH đúng không nhỉ? Tác dụng hết với 9,2 gam natri. Natri này đề bài cho 9,2 này. Khối lượng thằng này cho là 15,6 này. Để tạo thành này chất rắn này. Đề bài cho bằng 24,5 này. Dĩ nhiên ancol cộng natri để tạo thành chất rắn thì sẽ có cộng hydro. Vậy mình nhìn thấy ngay mình bảo toàn khối lượng. Tạo toàn khối lượng này. Thì mình có này, 15,6 này cộng với 9,2 này thì bằng này 24,5 này cộng khối lượng hydro này. Được chưa? Và đến đây các em bấm máy tính cho thầy khối lượng hydro. Từ đó mình tìm được m của hydro này bằng bao nhiêu này. Từ đó mình suy được số mol của hydro này. Bấm máy tính của thầy vậy. Thầy không có máy tính đây đây đâu. Em ơi bấm máy tính giúp thầy. Đứa nào bấm máy tính nhanh nhất comment giúp trong đây. Thầy thầy không có máy tính ở đây. Nay thầy quên máy tính rồi. Máy tính huyền thoại thầy thầy quên mất rồi. Các em ơi comment cho thầy xem nào. Bấm vào thầy m hydro bằng bao nhiêu, từ đó suy là số mol. Đặng Thành ơi, số mol là 0,3 hay khối lượng là 0,3? Các em ơi số mol hay là khối lượng bằng 0,3? À Linh Hà hình như khả năng cao số mol hydro bằng 0,15 rồi. Nguyễn Đức Long như bấm sai sao nhỉ? Cái 0,3 là số mol hay là khối lượng? Số mol là bao nhiêu? Thầy cần tìm số mol hydro bằng bao nhiêu? Số mol hydro bằng bao nhiêu cả nhà? Mol bằng bao nhiêu? Mol bằng 0,3, vậy mol bằng 0,15 rồi. Đúng không? Số mol bằng 0,15. Số mol bằng 0,15 thì chúng ta lưu ý này. Do đi ăn côn đơn chức đúng không? Thì mình có số mol ăn côn chính bằng số mol nhóm OH và bằng 2 lần số mol
hydro và bằng 2 nhân 0,15 thì bằng 0,3. Vậy số mol ancol là 0,3. Được chưa cả nhà? Với số mol là 0,3 nhá, thì thầy suy này cũng thức tổng quát này, CnHn cộng 1OH thì có chính là bằng CnH2n cộng 2O thì phân được khối nó bằng này 15,6. 15,6 chia cho số mol ancol mà 0,3. Vậy đến đây thì tìm được 14N này, carbon là 12, N hydro là 1 thì là 1 cộng 2N cộng 2, oxy là 16 thì bằng 15,6 chứ 0,3 bằng bao nhiêu cả nhà ơi? 15,6 chia cho 0,3 bằng bao nhiêu đây? Thầy không có máy tính thì không bấm được, nhờ cả nhà bấm comment giúp thầy với. 15,6 chứ 0,3. Ừ, biết đáp án rồi nhưng bây giờ thì cần 15,6 chứ 0,3. À, bạn là Kim Nguyễn bảo bằng 52 hả? Nghe bạn Kim Nguyễn nha, cảm ơn Kim Nguyễn, cảm ơn Phạm Thành. Vậy đây thì tìm được nó cho mình bằng bao nhiêu các em ơi? N bằng bao nhiêu? 52 trừ 16, 52 trừ 18 chia 14. N bằng bao nhiêu các em? Ờ, ok, cảm ơn Nguyễn Đức Anh, cảm ơn Bùi Vĩ Ngọc. Nay thì không mang máy tính, thế mới nhỏ. Từ từ, N bằng bao nhiêu? Lãng bê. N bằng bao nhiêu? Biết rồi nhưng bây giờ N bằng bao nhiêu các em ơi? Cảm ơn Kim Kha, cảm ơn Nguyễn Hải Yến, cảm ơn Đỗ Dung, bấm máy tính giúp thầy về. 52 trừ 18 được bao nhiêu chia 14? N bằng 2,4. Cảm ơn Lê Cường, bạn Lê Cường bấm tính tốt đấy. Được, 2,4 thì mình có là 2,4 lớn hơn và nhỏ hơn, 2,4 lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3, vậy nó là C2 và C3. Được chưa? Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. Câu này nhiều bạn bị lừa đó nhá, em cẩn thận, lừa cứ tưởng là tác dụng hết với natri này là ngay lập tức tìm được số mol natri là to luôn. Nhiều bạn bị nhầm, nhiều bạn phải chọn đáp án C, nhiều bạn phải chọn đáp án D. Đấy, mình phải cẩn thận nhá. Cả nhà hiểu bài không nhỉ? Chúng ta có tiếp theo câu số 2 nhỉ? Câu 22 nhỉ? Chúng ta có tiếp theo nhá, câu 22 nhá. Câu 22 này, để ý nào. Câu tiếp theo câu 22. À, cho 1,52g hỗn hợp ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau. Đơn chức nhá, không cho no hay không. Đồng đẳng kế tiếp nhau. Thế mình nhìn này, thằng này no. Thằng này no. Thằng này không no. Nhưng lại có thằng này no. À đâu, hai thằng này không no. C4H7OH và C5H11OH là vứt đi rồi. Đồng đẳng kế tiếp mà. Anh này không no, anh này no này. Vứt. Vậy hai anh no, một anh không no. Được chưa? Ừ, no trung bình, cảm ơn. Hai anh no và anh không no. Vậy thì cứ gọi nó là không no. Được chưa? Đề bài bảo 1,52g hỗn hợp ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng với natri. Thì các em nhớ lại cái công thức này nhá. Ok, cảm ơn Phạm Đạt. Công thức là mình có này. Số mol nhóm OH thì bằng 2 lần số mol hydro và bằng M chất rắn trừ M ancol. Do đây tác dụng natri nhá. Vậy là -1 cộng 2,3. Được chưa? Vậy là bằng. Nào bằng bao nhiêu là các em bấm vào đây này. M chất rắn thì bằng 2,18 này. M ancol thì bằng 1,52 này. Được bao nhiêu chia 22 này thì bằng bao nhiêu? Các thanh niên ơi bấm máy tính giúp thầy. Các thanh niên ơi bấm máy tính giúp thầy. Thầy không có máy tính. Phạm Đức từ từ, thầy đang cần tìm số mol OH đã. Phạm Đức nghe không nhỉ? Bấm thầy máy tính xem nào. Thầy đang chưa cần M, thầy đang cần là số mol OH trừ. Kim Nguyễn 0,03. Ok, cảm ơn em. Đấy, thế này mà lộ ra nhiều bạn bấm máy tính nhanh này. Thế do này là ancol đơn chức nhé, thì nó chính bằng số mol ancol. Nó chính bằng số mol ancol luôn. Được chưa? Thế vậy là thầy đặt này, hai này là ancol no này. Thế thầy đặt nó là gì nhỉ? CN H2N cộng 2O nhé, nên là trung bình này, thì bằng 1,52g. 1,52g chia cho số mol ancol 0,03 thì bằng bao nhiêu đấy? Bấm cho thầy bằng bao nhiêu nào? 1,52 chứ 0,03 bằng bao nhiêu? Ồ, cảm ơn Đỗ Thị Dung, cảm ơn Trần Đức Long, cảm ơn Đinh Vân, cảm ơn Nguyễn Đường Long. Đấy, các em bấm máy tính giúp thầy nhá. Có máy tính ngay bên cạnh bấm giúp thầy. Thầy hôm nay không mang máy tính rồi. 1,52 chứ 0,03 bằng bao nhiêu? Cảm ơn Huyền Nguyễn fan cứng này. Rất nhiều bạn fan cứng, bạn ấy comment nhiệt tình, lại tình cũng fan cứng luôn này. Fan Yến Nhi, fan Lê Yến Nhi 50,7, bạn comment đầu tiên 50,7. Rồi ok, vậy ngay tức mình sẽ có này. Nhẩm nhanh này, 12N cộng 2N là 14N trung bình này. Cộng với này, 2 cộng với 16 là cộng 18 này. Thì bằng 50,7. Vậy đến đây các em tìm được N trung bình bằng bao nhiêu? Nào, cảm ơn Hòa Hảo Nguyên. Cho em phân cứng, em phải comment mới được phân cứng như thầy không cho được. Cảm ơn Hòa Hảo Nguyên. Ok, bây giờ thầy đang cần tìm N.
Các em comment giúp thầy N với, hướng thành fan cứng rồi này. N có bao nhiêu cả nhà ơi? Rất nhiều fan cứng luôn. Đấy, thầy có cực kỳ nhiều fan cứng. Cảm ơn các em đã tin tưởng thầy. Đấy, bây giờ là thầy còn đang mở một cái chuỗi. Các em cứ nhớ nha, 11 giờ trưa hàng tuần để vào fanpage. Vào fanpage lấy tài liệu ôn nhá. Cứ 11 giờ trưa hàng tuần vào fanpage lấy tài liệu ôn. N trung bình bằng 2,3. Cảm ơn Nguyễn Đức Anh. N trung bình bằng 2,3. Vậy suy ra nó là C. Lớn hơn 2, nhỏ hơn 3 đúng không? Vậy suy ra là C2 và C3. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. Ok, cảm ơn. Cảm ơn Nguyễn Đức Anh. Thế vậy là thầy biết được rằng là hỗn hợp này của thầy là gồm gì nhỉ? Gồm C2H5OH và C3H7OH đúng không? Đúng chưa nào? Thế thầy đặt số mol nhá. Thầy đặt số mol C2H5OH là A thì số mol C3H7OH là B. Vậy thì mình được A cộng B thì bằng số mol 5OH này vừa tìm được này, bằng 0,03. Phương trình này phương trình khối lượng nhá. Anh này bằng bao nhiêu nhỉ? 46A. Còn anh này bao nhiêu nhỉ? 67. Thì khối lượng của nó bằng 1,52 để bài cho này. 1,52 để bài cho này. Vậy là bằng 1,52. Đến đây mình tìm được A và B các em ạ. Em lại bấm máy tính. Chưa nào cũng có Kim Kha nhé. Chưa nào cũng có tài liệu. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu đấy. Giúp thầy với. Cả nhà bấm máy tính giúp thầy với. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu nào. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. À, cảm ơn Hoàng Nguyên. A bằng 0,02. Cảm ơn Linh Hà. B bằng 0,01. Cảm ơn Nguyễn Đức Anh. Thế nên chúng ta tìm được phần trăm khối lượng nhỉ. Nhiều bạn không biết tính phần trăm khối lượng đâu thì phải tính giúp cả nhỉ. Mình sẽ có này. Phần trăm khối lượng của C2H5OH sẽ bằng 46 nhân với số mol nó bằng 0,02 chia tổng khối lượng 1,52. Được bao nhiêu nhân 100%? Được bao nhiêu nhân 100%? Nào các em lại bấm giúp thầy vậy. Phần trăm bao nhiêu? 46 nhân 0,02 chia 1,52 nhân 100%. 46 nhân 0,02 chia 1,52 nhân 100%. Bằng bao nhiêu đây? Hello chào cả nhà. Thầy đang chờ đợi các bạn bấm máy tính giúp thầy vậy. Nào phần trăm bằng bao nhiêu? Phần trăm bằng bao nhiêu? Rồi, A bằng 0,02, B bằng 0,01. Rồi ok, cảm ơn. 60,53. 60,53, cảm ơn Linh Hà. Cảm ơn Nhi Nguyễn. 60,53, vậy chắc chắn đáp án đúng mình là đáp án 60,53 làm tròn là 60,52 đúng không? Đáp án đúng mình là đáp án C. Ok. Các bạn ơi, các bạn đã xem về tường chưa? Em nghe bài giảng này các em có hiểu không? Thầy nghĩ là chắc chắn là những bạn nào hiểu thì chấm ngay thầy xem nhá. Nhá. Các em nhớ rằng là xem về tường đi, không tẹo nữa là thầy ẩn xe đấy. Thầy ẩn like. Nhá. Nhớ xe thật nhanh về tường không tí là thầy ẩn like đấy. Ok, mình sang câu tiếp theo nhá. Sẵn sàng cho câu tiếp theo chưa? Câu tiếp theo. Câu 23. 23. Mình có 35 câu. Mình chữa hết 35 câu rồi mình nghỉ. Mà thầy sẽ chữa cực kỳ kỹ và cực kỳ chậm cho tất cả. Đến cả bất động cũng xem. Các em cùng comment đáp án câu hân. Ôi hân bó. Tốt, cảm ơn em. 60,53. Đấy, rất tốt. Rồi. Các em nhớ comment đáp án nhá. Xong rồi là xem về tường và tắt tất cả các bạn của em vào trong video livestream này giúp thầy. Để mà từ đó các bạn cũng có thể học rõ hóa hơn. Bởi vì giờ này Facebook nó ẩn like ẩn xe khá là kinh. Chính vì vậy nên là thầy phải cổ vũ các em để các em xe. Ui, 136 bạn mà tại sao mới có cả 91 xe thế này? Hơi bị ít đấy. Thì em xe nhanh về tường, còn bạn nào chưa xe thì xe đi nhá. Ok. Mình tiếp tục này. À, cô em toàn cho cô khó. Ừ đúng rồi. Thực ra là thầy đang dạy các em cơ bản đấy. Mức cơ bản thì mức câu khó thì đã động đến đó. Đến chuẩn bị ôn thi nhá. Có chứ. Cứ từ từ, bình tĩnh, thầy có nhiều câu khó lắm. Câu 23 này. 0,1 mol ancol X phản ứng hết với NaOH thu được 3,36 lít khí hydro. Thế thì mình tìm này. Số mol nhóm OH có phải chính bằng 2 lần số mol hydro không? Thì bằng 2 nhân với 3,36 chia cho 2,4 thì bằng 0,15 bằng 0,3. Mặt khác, số mol nhóm OH có phải bằng số nhóm OH ancol này thì đặt là ROH đi.
x lần không? Thì phải bằng x nhân với 0,1. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được x bằng 0,3 chia 0,1 bằng 3. Vậy là rất nhiều bạn comment đúng đúng không? X bằng 3. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Đấy, rất tốt. Cái này thì nhận được. Ok, mình sang câu tiếp theo, câu 24. 24 nào cả nhà. 24. Cho 9,2 gam ăn con ít vào bình đựng natri dư. Sau phản ứng hoàn toàn thì khối lượng của bình natri tăng lên là 9 gam. Em nhìn này. Ancol đơn chức. Và mình chưa làm ăn được gì. Thế thì bởi vì bài này là chưa biết nó là mấy chức nên thầy đặt ancol là ROHX lần. Ok. Đấy nhá. Thằng này là cho đề bài cho 9,2 này. Cộng với lại vào bình đựng natri dư này. Natri dư này. Thì tạo thành RONA tất cả x lần này cộng x phần 2 hydro này. Thế thì thầy có này, có muốn thằng hydro bay đi thôi. Đúng chưa? Các em phải hiểu nhá. Bỏ 9,2 gam vào bình, đáng nhẽ khối lượng của bình tăng lên 9,2 mà lại chỉ tăng có 9 gam. Đây là hụt đi mất 0,2 gam. Đúng chưa? Và hụt đi mất 0,2 gam này chính là khối lượng của hydro bằng 9,2 trừ 9 bằng 0,2. Vậy nên mình tìm được số mol hydro bằng 0,2 chia cho 2 thì bằng 0,1. Ok. Số mol hydro bằng 0,1 nha. Thế thì ngay lập tức số mol hydro bằng 0,1 ấy, thì ngay lập tức thầy sẽ tìm được số mol nhóm OH bằng 2 lần số mol hydro và bằng 0,2. Số mol nhóm OH bằng 0,2. Vậy nên đây thì lập bảng XR. XR. Được chưa? Vích bằng 1. Vích bằng 1. Thì số mol nhóm OH chính bằng số mol ROH. Đúng chưa? Vích bằng 1 mà. Vậy thì phân tử khối đằng này bằng 9,2 chia cho 92. 9,2 chia cho 0,2 thì bằng 46. Đúng không? ROH. Đây là chỗ này thì ghi sorry ROH. X lần. X bằng 1 thì thằng này bằng 46. Bố sao thì biết ngay đó là anh là C2H5OH hay là C2H6O. Được chưa? Vậy đáp án đúng của mình là đáp án à. Ok. Các em hiểu bài không nhỉ? Bạn nào hiểu bài thì chấm cái 24A chính xác. Bạn nào hiểu bài thầy giảng thì chấm cái để xem nào. Sau đó hãy tự mình sang câu tiếp theo, câu số 25. Các em comment đáp án bị khuất á. Bị khuất cái gì nhỉ? Đây đây, nét chưa? Nguyễn Tức Long. Các em giúp thầy tag các bạn của em vào trong video live stream mình nhá. Linh Hà hiểu bài rồi. Đào Quang Trường hiểu bài rồi. Tốt. Rất tốt. Hoàng Lam, Phan Cứng. Rồi, các em nhớ share lại video về tường nhá. Được chưa? Ok, mình sang câu tiếp theo, câu số 25. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 25 hôm nay khắc phục được cái việc nó bị nhảy nhảy đúng không em? Nó bị rung rung, hôm nay thì khắc phục được cái nó bị rung rung rồi. Đấy, hôm nay bao nhiêu học sinh yêu quý cùng theo dõi live stream. Mà mình sang câu tiếp theo, câu số 25 rồi các em. Không quên xe về tường nhá, tí là thầy ẩn mất. Thầy ẩn mất tích luôn. Nào mình sang câu 25 nào. 25. Ancol X mạch hở có số nguyên tử carbon hoặc số nhóm chức. Úi rồi. Một carbon một nhóm OH được. 1 2 3 carbon 3 nhóm OH được. 1 2 2 carbon 2 nhóm OH được. Thằng này 2 carbon mà một nhóm OH vớt. Vậy loại gì? Được chưa? Ancol X mạch hở số nguyên tử carbon hoặc số nhóm chức. Cho 9,3 gam ancol X tác dụng với natri thì thu được 3,36 lít khí. Thế các em lưu ý này, A, B, C của thầy tất cả đều là ancol non. Thằng này loại mất rồi. Vậy thì công thức tổng quát của thầy nó phải là CN H2N cộng 2 ON. Được chưa? Bởi vì nó có N nhóm OH nha. Thế là tiếp tục này. 9,3 gam ancol tác dụng với natri thì sinh ra được 3,36 lít khí. Vậy đến đây thì có này, số mol nhóm OH có phải chính bằng 2 lần số mol hydro không? Anh này bằng 0,15 nhân với 2 thì bằng 0,3.
vậy số mol nhóm OH bằng 0,3. Mà phân tử khối đằng này bằng 9,3 nhá. Đấy, đây thì lập bảng này có N. Nó bằng N thôi. Để mình test thử. Đúng không? Về số lượng nhóm OH đấy. Hoặc nếu không thì thì mình cũng có thể làm được. Mình test thử N. Được chưa? Thế thì mình có này. Với N mà bằng 1. Được chưa? 3 nhá. Hiểu 3 không nhỉ? Thế bây giờ tiếp tục mình có này. Suy ra thì có này. Cộng tổng rồi nhá. 14N cộng với 2 cộng với 16N thì bằng 9,3. Chia cho số mol ancol. Số mol ancol thì bằng 0,3 chia N. Số mol ancol thì bằng 0,3 phần N. Đây bằng 9,3 chia cho 0,3 phần N. Và bằng 9,3 chia 0,3 bằng 31 N. Đến đây các em tìm N bằng. Nào bấm giúp thầy xem N bằng bao nhiêu. N bằng bao nhiêu các em? Xem nào. À, chỗ anh này là bằng 30, vậy là N. N bằng 2 à? Có phải N bằng 2 không? Sao nhiều bạn là có nghe 25A? Các em xem thầy chứ không phải N bằng 2 không? Như bạn comment A lắm. À đúng rồi, tạo thành đúng rồi, N bằng 2. Đấy. N bằng 2 vậy là suy ra có 2 carbon. 2 carbon phải đáp án đúng, mình phải là đáp án C, các em lưu ý nha. Được chưa? Các em lưu ý chưa? Đấy, nhiều câu này nhiều bạn bị lừa lắm. Lưu ngay về tường. Không là bị lừa liên tục là hỏng hết. Nhá. Ok, cảm ơn lại tình như ok, cảm ơn Bùi Thế. Có bạn nào không hiểu không nhỉ? Có bạn nào không hiểu không? Bạn nào không hiểu thì bảo thầy nào. Ok, N bằng 2, ok, cảm ơn Đức Đức, cảm ơn Trần Đức Long. Ok. Mình sang câu tiếp nào. Câu số 29, thầy giảng lại. Thôi em ơi, tí nữa em tua lại nhá, Long nhá. Em xe lại về tường, tí em tua lại là được. Xe lại từ về tường thì lúc thầy ẩn không bị mất đi đâu. Nhá. Mình sang câu 26 nào. Chỗ cuối á. Tí nữa tua lại nhá. Tua lại là hiểu thôi. Được chưa? Câu 26. Khi cho một ancol tác dụng với kim loại kiềm vừa đủ hoặc dư, nếu hydro sinh ra bằng 1/2 số mol ancol nó thì là ancol nào sau đây? Về phép đấy, xem nào. Ancol tác dụng với kim loại kiềm. Thế bây giờ thì có này. À, nó hydro sinh ra bằng 1/2 nữa ancol. Thế mình còn số mol nhóm OH có phải bằng 2 lần số mol hydro không? Mà N hydro bằng 1/2 lần N ancol, phải số mol nhóm OH thì bằng số nhóm OH nhân với N ancol không? Thế thì N hydro bằng 1/2 N ancol, vậy thì thế vậy nhá. 2 nhân với 1/2 N ancol. 2 nhân 1/2 phải bằng 1 lần N ancol không? Thế thì vậy số nhóm OH nhân ancol bằng 1 lần ancol, vậy suy ra số nhóm OH thì bằng 1. Được chưa nào? Hiểu không nhỉ? 1 thì nó là gì? Ancol gì? Đơn chữ. Đáp án đúng đáp án B nhé cả nhà. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. B bỏ. Ok, mình sang câu tiếp theo. Câu số 27 nè. Mình đang chuẩn bị sang phần khó hơn đấy. Phần mà bị lừa cực kỳ nhiều. Phần mà bị lừa lên đường xuống ruộng là kiểu số 2 ancol và nước tác dụng với natri. Nhưng bây giờ chúng ta cùng sang câu 27 nè. Câu 27, ancol X mạch hở có số nguyên tử carbon bằng số nhóm trước. Ở câu này như trùng. Đúng không em? 27 trùng với lại 25 rồi. 27 trùng mất với 25 rồi. 27 trùng 25. Thầy chữa lại 27 nhá. Vừa nãy thấy nhiều bạn kêu chưa làm được. Thì bây giờ thầy bảo em này. Số nguyên tử carbon bằng số nhóm trước nhá. Thì loại IG này. Nhìn kỹ này, thầy nói nhanh lại. Thế mình nhìn đây này, A, B, C tất cả đều ăn cân côn no. Vậy thì đặt nó là CN H2N cộng 2 ON này. Cho 9,3 gam ăn côn X. Đây là 9,3 này. Tác dụng với natri dư thì mình có này. Số mol nhóm OH có phải bằng 2 lần số mol hydro và bằng 0,3 không?
Mặt khác số mol nhóm mắt thì có phải bằng số nhóm mắt không? Số nhóm mắt bằng n nhân với lại số mol ăn côn không? Vậy đây thì tìm được số mol ăn côn sẽ bằng là 0,3 chia n không? Số mol ăn côn bằng 0,3 chia n không? Số mol ăn côn mà bằng 0,3 chia n ấy. Đúng là 27.25 thì chữa lại các em. Thì đây thầy Phan ở đây là 0,3 phần n này. Vậy từ đây thì suy ra này, phân tử khối này 12n cộng 2n là 14n cộng 2 cộng 16n thì bằng 9,3 chia cho 0,3 chia cho n, vậy bằng 31n. Đến đây mình tìm được n bằng 2, suy ra nó có 2 carbon, 2 carbon và đáp án đúng đáp án C. Ok chưa cả nhà? Sẽ ợt mà. Em hiểu bài không? Cực kỳ dễ luôn. Đấy, bạn nào hiểu bài share lại cái. Được chưa? Ok. Mưa to quá nhỉ? Hà Nội giờ đang mưa to lắm các bạn. Biết nhà bạn em có mưa to không? Hà Nội giờ mưa cực to và thầy Minh Mưa Liên ở nhà để live stream với các em. Hà Nội đang mưa lụt đường lụt chợ luôn. Hello. Rồi ok, mình sang câu 28 nha. 28 chưa nói chúng nó đó. Chưa nói chúng nó đã comment. 28. Câu này có độ rượu này. Độ rượu là một kiến thức cực kỳ quan trọng. Nó ảnh hưởng đến kể cả chương trình lớp 12 sắp tới các em học nữa. Lớp 12 sắp tới các em học là có độ rượu. Thế thì nhanh tay xe lại về tường nhá. Không một tí để ẩn này, tí để like xong để ẩn mất luôn, để ẩn mất hút luôn. Ok, dung dịch ancol ethylic 25 độ nghĩa là gì? Thế thì thầy giảng cho các em nhớ tí nhé. Thầy phải giảng lại một chút cho các em nhớ. Độ rượu, độ rượu định nghĩa là gì? Là số millilit rượu nguyên chất có trong 100 millilit dung dịch. Hay nói cách khác, độ rượu thì bằng V nguyên chất chia V dung dịch thêm 100. Được chưa? 100 gram là chết rồi. Nó không phải tích 200 gram các bạn. Số millilit rồi. Được chưa? 100 millilit dung dịch có 25 gram. Gram vứt phải là millilit V trên V. 50 millilit 50 chia 200 đúng bằng 25 độ. Vậy đáp án đúng mình phải là đáp án D cả nhà nha. Đáp án đúng mình phải là đáp án D cơ. Em hiểu bài chưa? Đáp án chuẩn của mình phải là đáp án D. Đấy, xong câu 28. Câu 29 à? Comment đáp án câu 29 à? Câu độ rượu cực kỳ quan trọng. Độ rượu hay thi lắm. 100ml rượu 46 độ tác dụng hết natri thu được thể tích hydro là bao nhiêu? Cho các bạn comment trước. Cho các em làm trước thử xem là đáp án nào. Ok. Các em thử làm xem nào. Đáp án đúng là đáp án nào nào. Ôi 100, hơn 150 đứa theo dõi mà chưa được 150 xe. Các em nhanh tay xe lại về tường. Xong rồi tag các bạn vào trong video live stream để giúp thầy với nhá. Để cho, bởi vì dạo này Facebook nó giảm tương tác nhiều lắm. Nên là nếu mà chúng ta mà không xe lại thì là sẽ không nhìn thấy tương tác của fanpage đâu. Ok. Đấy, và để còn nhìn được cái tài liệu. Đợt này thầy chuẩn bị là cứ 11 giờ trưa là thầy sẽ đăng tài liệu cho team 2K2 để ôn thi kết thúc học kỳ. Đồng ý không nhỉ? Đứa nào đồng ý chấm cái. 11 giờ trưa hàng tuần. 11 giờ trưa. 11 giờ trưa thầy sẽ đăng full tài liệu hướng dẫn chi tiết. Full tài liệu hướng dẫn chi tiết cho các em. Ok. Chấm ngay trong xe về nhá. Mình có này, 100ml rượu 46 độ tác dụng hết natri thu được thể tích hydro này. Thế em mong thầy phân tích nhá. 100ml rượu 46 độ này thì có phải thầy có rượu là C2H5OH này. 100ml 46 độ vậy là có 46ml. Và nước là 100 trừ 46 thì bằng 54ml. Chúng ta chú ý D của rượu
thì bằng 0,8 gam trên cm khối. Còn D của nước thì bằng 1 gam trên cm khối. Có nghĩa 46ml thì tương đương với khối lượng bằng D bằng M trên PT này. 1 cm khối là 1ml thì bằng 0,8 gam. Vậy 46ml thì bằng 0,8 nhân 46 gam. Từ đó mình tìm được số mol của C2H5OH sẽ bằng 0,8 nhân 46 chia 46 thì bằng 0,8 mol. Được chưa? Các em hiểu bài không nhỉ? Tiếp tục nha. Tiếp tục nha. Nước này, 1 gam trên 1 cm khối có nghĩa là 1ml nước thì nặng 1 gam. 1ml nước thì nặng 1 gam, vậy là nặng 54 gam. Từ đó thì tìm được số mol nước sẽ bằng 54 chia 18 thì bằng 3 mol. Được chưa? Thế giờ mình có này. Giờ mình có này. 100ml rượu 46 độ tác dụng hết natri. Có nghĩa là gồm C2H5OH tác dụng natri thì sinh ra 1/2 hydro. Tác dụng hết nhé. Số mol C2H5OH bằng 0,8 thì số mol hydro bằng 0,4. Tiếp tục này. Nước cộng natri thì sinh ra 1/2 hydro. Số mol nước bằng 3 thì số mol hydro bằng 3 nhân 1/2 bằng 1,5. Vậy suy ra tổng số mol hydro bằng 0,4 cộng với 1,5 thì bằng 1,9. 1,9 mà nhân với 2,4 thì bằng 1,9 nhân 2,4 bằng bao nhiêu các em ơi? 1,9 nhân 2,4 bằng bao nhiêu? 1,9 nhân 2,4 bằng 42,56. Đáp án đúng đáp án. Được chưa? Ok, rất tốt. Các em hiểu bài không? Bài này nhiều bạn bị nhầm lắm. Nhiều bạn chỉ nghĩ rằng chỉ có mỗi thằng C2H5OH tác dụng với natri này. Thế nên là chọn đáp án sai đấy. Hình như chọn 896 à? Nhiều bạn bị nhầm lắm. Cực kỳ nhiều bạn bị nhầm. Nên đáp án đúng mình phải là đáp án A nhé. Các em nhớ nhé. Nhớ nhé, câu này rất hay bị lừa. Thế nên là phải hết sức cực kỳ lưu ý vào cái câu 29 này. Đáp án đúng của mình là đáp án A. Thùy Dương ơi, em xe lại về tường xong rồi là em tua lại là em theo được ngay thôi nhá. Câu 29 để biết nên là thầy dừng lại khá là chậm rồi nhá. 42,56 đúng rồi, mấu chốt là từ hết, chính xác, rất tốt. Ok, thầy sẽ dạy chậm thôi. Mình sang câu dưới này thì thầy sẽ nói chậm chậm. Câu 30. Ok, câu 30. Câu 30 nào. 30 đáp án gì? Cương ơi, em xe lại về tường trong một tí nữa là em tua lại nhá. Thầy nói cực kỳ chậm rồi. Em tua lại là em sẽ hiểu thôi nhá. Chắc là do vừa nãy hơi đãng trí một tí gì đó nhỉ. Và mình sang câu 30 nào. 30 đúng rồi. Các em giúp thầy tác các bạn, các em ở trong video livestream nhá. Bạn nào chưa xe lại về tường đi không tí là thầy ẩn này. Câu 30, độ ăn côn. Độ ăn côn là gì? Vừa nãy thì đúng không? Phần trăm thể tích nguyên chất trong dịch ancol nghe phải hợp lý đúng không? Phần trăm khối lượng vứt, nồng độ vứt, nồng độ phần trăm vứt. Đáp án đúng mình là đáp án à, phần trăm thể tích, chính xác. Nào mình sang câu 31. Bây giờ thì sẽ nói khá là chậm, học về muộn quá xe lại xong rồi là làm lại không sao cả. Câu 31, Hà Nội đang mưa to lắm. 31 nào các em. 35 là hết rồi đấy. Xe lại về tường công tác các bạn vào nhá. Chuẩn bị thi rồi. Thầy đang có những cái live stream để giúp chúng ta thi kết thúc học kỳ 2 thật kinh. Câu 31. Cho M gan C2H5OH trong nước tác dụng vừa đủ với natri. Lưu ý cụm từ vừa đủ. Trong nước thì sinh ra 14,8 gam chất rắn và 33,6 lít hydro. Tìm M. Đấy, thầy kèm chú ý này. Trong này có C2H5OH và nước. Thế thầy bị ghi đây. C2H5OH và nước tác dụng vừa đủ với natri, đủ sinh ra chất rắn. Thế mình hiểu này, C5OH tác dụng với natri vừa đủ, nó này biết chương trình rồi thì nó tạo thành C2H5ONa nhá. Anh này là chất rắn đấy, bị mất nước rồi. Nước tác dụng với natri thì tạo thành NaOH cũng là chất rắn. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì natri vừa đủ có nghĩa là nước hết, rồi cho C2H5OH cũng hết nên là không còn môi trường dung dịch nữa. Thế hai này chuyển thành trạng thái rắn. Vậy là khối lượng hai này bằng 14,8 gam. Và hydro
số mol hydro 3,36 chia cho 2,4 thì bằng 0,15. Nghe giảng thật kỹ nhá. Vậy nếu thầy đặt số mol CH5 là A, nước là B thì mình có này bảo toàn CH5 này, thì này là A này. Bảo toàn nhóm OH này thì này là B này. Đúng chưa? Được chưa nào? Vậy thì sẽ có hệ phương trình này. Có phải một thằng CH5H sinh ra 1/2 hydro không? Vậy đây là 0,5A. Cộng với một phần, có phải một thằng nước sinh ra 1/2 hydro không? Vậy là 0,5B. Thì bằng 0,15. Ok. Được chưa nhỉ? Tiếp tục này. Bảo toàn khối lượng này. Anh này, ui 46 cộng với lại 16. À không phải, anh này là bao nhiêu nhỉ? À, 46 cộng 22. 46 cộng 22 thì 62 là 8. 78. Có phải 78A không em? Có phải 78A không? Thì cộng với 40B à? Thì bằng 14,8. Được chưa? Vậy đến đây chúng ta tìm được A và B. Các em bấm máy tính giúp thầy. A xem A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Thầy Hữu có máy tính để bấm. Bấm máy tính giúp thầy xem A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Nào, A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Bấm máy tính giúp thầy với. Xem nào. Anh xem có thể nhập lại cái đây cũng 46 cộng với lại 22, 62, 8. À không, 62, 46 cộng 2, 68 chứ đúng không? Từ từ, 46 cộng 22 hình như là bằng 68 đúng không? 46 cộng 2, thì không có máy tính, 8, đúng rồi, 68. A bằng 0,1 và B bằng 0,2. Ok, cảm ơn Vũ Minh Đức. A bằng 0,1, B bằng 0,2. Rồi, cảm ơn cả nhà. 0,1 mà nhân với lại 46 cộng với 0,2 nhân 18 bằng bao nhiêu nhỉ? 0,1 nhân 46 thì bằng 4,6 cộng với 0,2 nhân 18 thì bằng 3,6. 6, 12 nhân 1, 8,2. Đáp án đúng đáp án A không cả nhà? Đáp án đúng đáp án A. Ok, rất tốt đúng không? Rất dễ dàng đúng không? Các bạn có hiểu bài không? Các bạn có hiểu bài không đã? Bài này cũng thuộc dạng là bài khó đấy nhá. Bạn nào hiểu bài thì chấm cái thì xem nào. Hiểu bài thì chấm cái thì xem nào. Ok, cảm ơn Trần Đức Long, rất tốt. Nào, mình sang câu 32. Mình sang câu 32, cái dạng này hay lắm. Dạng này hay thi, nhiều bạn bị làm nhầm. Sang câu 32 nhá. 32 đáp án gì đây? Bây giờ để cho các em làm một chút, rồi mình mới comment đáp án nhá. Xem 32 đáp án gì. Xem nó có biết không. Nhiều đứa ứ biết. Comment thật đúng à? Xem nào, cho xem 32 đáp án gì. Ba đáp án gì nào cả nhỉ? Ui, trước thầy live stream toàn được trên 500 xe mà dạo này bọn này lười xe thế. Ok, rất tốt. Mình tiếp tục nha. Mình tiếp tục nha. Sang câu 32 này. Nào, mình có này. 100ml CH5H46 độ. Vậy đây thì gồm này. C2H5 OH 0,46 x 100 thì bằng 46ml. Và còn lại là nước. 100 trừ 46 thì bằng 54ml. Tác dụng với 115g natri. Ui, phải nhờ cả nhà rồi. Cả nhà bấm cho thầy xem natri, số mol natri bao nhiêu. Thầy chân quá. Cả nhà bấm giúp thầy xem số mol natri bao nhiêu vậy. 115 mà chia 23. 115 mà chia 23 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 115 mà chia 23 thì bằng bao nhiêu cơ? 5 mol. Thank you Trần Huyền. Thế thì bây giờ thầy cần đi tìm số mol CH5 không? Đúng chưa? 46ml thì tìm được số mol C2H5OH. Thầy làm nhanh nhá. 46 này nhân 0,8 là M. Chia cho 46. Vậy bằng 0,8 mol. Thì tìm số mol nước thì bằng 54 nhân 1 chia 18 thì bằng 3 mol. Được chưa? Thế thì nhìn nhá.
bọn này tác dụng với nhau thì tạo thành C2H5ONa và NaOH nếu để bảo toàn này 0,8 bảo toàn này thì 3. Vậy mình nhìn nhé, đây là 5 này mà chỗ này mới có bảo toàn natri là 0,8 x 1 cộng 3 x 1 thì mới bằng 3,8. Vậy điều này chứng tỏ natri dư. 5 trừ 0,8 trừ 3, thế là 5 trừ đi 3,8 thì bằng 1,2, 1,2 mol natri dư. Vậy sinh ra hydro này, về natri dư nhá, sinh ra hydro này, một thằng xe 5W thì sinh ra 1/2 hydro. Vậy đây là 0,8 thì nhân với 1/2 thì bằng 0,4. Tiếp tục, một thằng nước thì sinh ra 1,2 hydro, 3 mol nước thì sinh ra 1,5. Vậy tổng số mol hydro có thể bằng 1,9. 1,9 mà nhân với lại 2,4. Em ơi, bấm máy tính giúp thầy với 1,9 nhân 2,4 bằng bao nhiêu? Nào, 1,9 nhân 2,4 bằng bao nhiêu? 0,8 là số mol C5W. À, 0,8 này là D. D của C2H5W thì bằng 0,8 gram trên cm khối. Được chưa? 42,56. Cảm ơn Đào Thu Phương, cảm ơn Thùy Dương. Các fan cứng bấm máy tính rất nhanh, tốt. Cảm ơn tất tần tật các fan cứng của thầy. Thế là 42,56 nhá. Thế mình tìm cho khối lượng chất rắn thu được này. Đây là chất rắn đúng không? Nào các fan của thầy bấm tiếp nào. 0,8 này nhân 68 cộng 3 nhân 40 cộng 1,2 nhân 23 bằng bao nhiêu? Nào khối lượng chất rắn bằng bao nhiêu? 0,8 nhân 68 cộng 3 nhân 40 cộng 1,2 nhân 23 thì bằng bao nhiêu nhỉ? Chờ đợi đứa nào bấm đính. Cảm ơn Vô Diện. Rồi ok, đứa nào bấm đính nhanh chút. Vô Diện cảm ơn cái gì đấy? 202, cảm ơn Đỗ Khai, rất tốt. Cảm ơn Trần Đức Long. Dễ không em? Câu này nhiều đứa bị lừa nhiều. Rất nhiều đứa bị lừa nhiều. Dĩ nhiên hơi bị nhớ thầy. Hello Doãn Trường Phát. Đề sở sắp cho trọng tâm ăn côn. Đấy thế, thế nên là thầy mới live stream ăn côn cho các em chứ. Ok, mình sang câu 33 nhé cả nhà. Mình sang câu 33 nhé. Đấy, các em có cần tài liệu gì thì hoàn toàn inbox cho fanpage của thầy, là fanpage của thầy ngay lập tức sẽ dép lại cho các em để có tài liệu cho các em. Và các em nhớ là các em phải học tài liệu chuẩn nhé, các em phải học chuẩn, được chưa? Sắp tới thì thầy có mở khóa online cho con team 2K2. Bạn nào muốn đăng ký học sớm chương trình lớp 12 ngay từ khi thi xong thì inbox cho thầy nhé. Đảm bảo tất cả các bạn theo học thầy giá cực kỳ hạt rẻ. Nào, mình có câu 33 nào. Câu 33 dung dịch X gồm ancol nitric và nước. Đây. Vậy là gồm C2H5OH và H2O. 20,2 gam X. 20,2 gam. Tác dụng với natri dư thì thấy thoát ra 5,6 lít hydro. 5,6 nhân 2,4. 5,6 chia 2,4 thì bằng 0,25. Đấy, biết D, độ ăn côn dung dịch trên là bao nhiêu. Thế thì, thầy đặt đi. Thầy đặt số mol C2H5OH là A thì số mol nước là B. Vậy thì sẽ có hệ phân trình đầu tiên là 46A cộng với lại 18B thì bằng 20,2. Phân trình thứ nhất nha. Phân trình thứ hai, có phải lúc nãy thầy nói rồi, một thằng C2H5OH sinh ra 1/2 hydro là 0,5A cộng với một thằng nước sinh ra 1/2 hydro là 0,5B thì bằng 0,25. Nào các thanh niên đẹp trai xinh gái bấm vào thầy máy tính xem A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Thầy ứ có máy tính mà bấm, thầy quên mất máy tính rồi. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu? Bạn nào chưa xe ngay lại về tường nhá. Tí thì thầy ẩn đấy, tí thì ẩn xe đấy. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu nào? A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu? Gì đây? 0,4 và 0,1. A bằng 0,4, B bằng 0,1. Cảm ơn cả nhà. Đồ ăn côn nhá. Muốn tìm độ rượu thì mình cần phải tìm được V đúng không? Bây giờ thầy tách ra này. C2H5OH 0,4 mol
Vậy đây thì tìm được MC2H5OH nguyên chất bằng 0,4 nhân 46. Đề bài cho biết D này bằng 0,8 gam trên cm khối. Vậy đây thì tìm được V của C2H5OH nguyên chất bằng D thì bằng M trên V. Nhớ này, D bằng M trên V. Vậy V bằng M trên D. 0,4 nhân 46 chia 0,8. Vậy bằng 23 ml. Được chưa? Nước này, nước bằng 0,1. Suy ra M nước bằng 0,1 nhân 18 bằng 1,8. Vậy suy ra V nước sẽ bằng 1,8. Đến đây thì tìm được độ rượu. Độ rượu thì bằng V nguyên chất 23 chia V dung dịch là 23 cộng với 1,8. Chú ý được bao nhiêu nhân với 100. 23 chia cho 23 cộng 1,8 nhân 100 bằng bao nhiêu các em ơi? Bấm máy tính giúp thầy cái nào. Bấm máy tính giúp thầy cái nào. Độ ăn côn của bao nhiêu? Độ ăn côn của bao nhiêu? 32 92 phải vậy à? Ok Trần Đức Long. Ok Trâm Anh. Thank you cả nhà. 92 phải vậy. Thì lấy đáp án của các bạn nhá. Ok rất tốt. 92 phải vậy. Cảm ơn Thùy Dương. Mình sang câu 34. Câu 34 này. Thế là mình chỉ còn câu 34 với câu 35 thôi nhá. Câu 34. Câu 34 tương tự như câu 33 nhỉ. Em thấy quen quen không? Đây. Gồm có này. C2H5OH này. Và nước. Đọc thằng này là A, thì này là B. Tác dụng với natri đủ thì sinh ra chất rắn này. C2H5ONA. Do natri đủ nên không có natri dư đâu. Và NaOH. Với thằng này cũng là A, thằng này cũng là B. Khối lượng 188 cộng hydro 41,8, vậy là 2 mol. Vậy thì có hệ công trình. Thứ nhất anh này là bao nhiêu? 68A. Cộng anh này 40B thì bằng 188. Phương trình thứ hai là phương trình sinh ra hydro. Một thằng này sinh ra 1/2, vậy là 0,5A. Một thằng này sinh ra 1/2, vậy là 0,5B thì bằng 2. Được chưa? Vậy đến đây mình giải hệ, mình tìm được AB. Nào, bấm máy tính giúp thầy. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu các em ơi? A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu ấy? Comment giúp thầy nào. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu? Một mon, ba mon á. Ờ, tạm tin rồi. Một và ba cảm ơn Đặng Thành. Thấy hai đứa rồi, thế là chắc đúng rồi. Mình tìm được mò luôn nhỉ. 1 x 46 cộng 3 x 18 mà bằng 1 x 46 cộng 3 x 18. Thế thì 1 x 46 bằng 46. 46 cộng 3 x 18 hình như là bằng 54 à? 46 cộng 54. Ok cảm ơn. Nào, hình như là 46 này. 38 24 x 4 x 2 này. 54 à? 100 à? 100 gam đúng không các cả nhà? Ta bắt đầu đọc xem. Thấy không? Học thể mình IQ vô cực luôn. Nào đề bài tiếp, hỏi tiếp này. Độ ăn côn của X. Thế bây giờ phân tích nhé. C5H bằng 1 mol. C2H5OH là 1 mol. Vậy thì tìm được M nguyên chất bằng 1 x 46. Vậy đây thì tìm được V nguyên chất. D bằng M trên V. V bằng M trên D. 46 chia 0,8. Chịu cái này phải nhờ các em bấm. Nước 3 mol. Suy ra mở nước bằng 1 nhân với lại 18, 3 nhân 18 bằng 54. Suy ra V nước do D bằng 1 gam trên 1 ml mà. Thế là cứ 1 gam thì nặng thì có 1 ml. Vậy thì 54 gam thì 54 ml. Ok chưa? Vậy đây mình tìm được độ rượu. Độ rượu bằng 46 chia 0,8 chia cho độ rượu bằng
bằng 46 chia 0,8 này, chia cho 46 chia 0,8 cộng với 54 bằng bao nhiêu các em? À, có bạn Nguyễn Đức Long 51,57. Nhân 100 đấy nhá. 51,57. Có đúng không các em? Các em comment đúng không? Rồi, cảm ơn Đặng Thành. Cảm ơn Nguyễn Đức Long. Đáp án đúng mình là đáp án B, bò. Các em ơi, giải đến đây rồi, cái dạng này các em đã cảm giác thấy ổn chưa? Các em thấy tự tin với cái dạng này chưa? Dạng này nhiều bạn bị lừa lắm. Thì bạn nào tự tin rồi thì chấm ngay thầy xem nào. Nhớ là phải share lại nhá. Tí nữa là like xong là thầy ẩn luôn đấy. Thầy còn một câu duy nhất cuối cùng không? Câu 35. Câu 35. Câu 35. Còn một câu duy nhất cuối cùng, câu 35. Bạn nào quên chưa share thì share lại nhanh nhá. Không tí là thầy ẩn live stream mà không có tài liệu mà ôn đâu. Phần này rất nhiều câu sẽ ôn thi đấy, sẽ trúng. Nào, mình tiếp nào. Câu cuối cùng. Mở gam C2H5 trong nước. C2H5 OH trong nước tác dụng vừa đủ với kali sinh ra 154 gam chất rắn. Vẫn là cô. 154 gam chất rắn. Vậy là mình có là 154 thì gồm là CH5 OK này. Với lại cao hát. Và 28 ít hydro. Ui cái này thì chịu thì không bấm được rồi. Các em bấm giúp thầy vậy. 28 chia 2 thì 4. 28 chia 2 thì 4 bao nhiêu nghe? Bấm giúp thầy vậy. 28 chia 2 thì 4 bao nhiêu món? 28 chia 2 thì 4 bao nhiêu món? Chưa đến nào bấm giúp thầy. 28 chia 2 thì 1,25. Cảm ơn Thúy Dương. 1,25 món. Thế vậy vẫn như cũ nhé. Thì đặt anh này là A, anh này là B. Thế anh này là A, anh này là B. Đúng không? Vậy thầy có hệ quy trình nhỉ? Giờ cũng quên rồi. 46 cộng với 38. 46 cộng 38. 68 14 nhân 1. 84. 84 A. Cộng với này. Cao hát như là 56B. 56B. Thì bằng khối lượng 154. Phương trình thứ hai là sinh ra hydro. Một thằng C5H sinh ra 1/2 hydro. 0,5A. Một thằng nước sinh ra 1/2 hydro. 0,5B. Thì bằng 1,25. Nó bấm giúp thầy này. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu các em ơi, cả nhà ơi? Cái gì 59 đây? 59 á? Đâu 56 nhé. 0,5 bằng 2 à? A bằng 0,5. Cảm ơn Thủy Dương. B bằng 2. Thế thì tìm M luôn. Mình có 0,5 x 46 cộng 2 x 18. M bằng 0,5 x 46 cộng 2 x 18. 0,5 bằng 23. 23 cộng với lại 36. 369. 59 á? Ok, cảm ơn cả nhà. Hình như là bằng 59. Đấy chưa? Ok, cảm ơn Đào Thu Phương. Cảm ơn Ngô Thị Bích. Đấy. Nào cuối cùng, tìm độ ăn côn này. Tương tự nào các em thử làm này. Độ ăn côn này. Vậy thì có này, C5H 0,5 này. Làm nhanh nhá. Về nguyên chất sẽ bằng 0,5 nhân 46 chia cho 0,8. Cái này thì chịu à? Về nước thì bằng 2 nhân 18 thì bằng 36, thầy biết rồi. Là về nguyên chất bằng bao nhiêu các em ơi? Bấm giúp thầy cái về nguyên chất bằng bao nhiêu? Bằng 23 mà chia cho 0,8 được bao nhiêu nhỉ? 23 mà chia cho 0,8 được bằng bao nhiêu? Về nguyên chất bằng bao nhiêu cả nhà? Về nguyên chất thì bằng bao nhiêu? Về nguyên chất bằng bao nhiêu cơ? 0,5 nhân 46 chia 0,8, bấm giúp thầy với. 28,75 à? Thế nào? Sao mỗi đứa một kiểu này? 0,5 x 46 chia 0,8. 28,75 đấy. Vậy suy ra độ rượu thì bằng với nguyên chất là 28,75 chia tổng với là 28,75 cộng 36 nhân 100 thì bằng 4
phẩy bốn đúng không? Đúng không? 44 chết, 44,4. Đúng rồi, đáp án đúng, đáp án gì? Ok, các em hết rồi. Thầy nghĩ rằng là hôm nay với buổi live stream này thì thầy nghĩ rằng là các em đã cực kỳ hiểu bài của phần Ancol. Rất là cảm ơn các bạn và các em đã tham gia theo dõi, và cực kỳ cảm ơn các bạn đã share lại video live stream để tưởng. Các em nhớ lịch live stream cố định. Lịch live là 20 giờ tối thứ tư hàng tuần. Ok, nhớ nhá, 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trên fanpage của thầy. Nhớ là hoạt động thật mạnh mẽ để được làm fan cứng thì mới được nhận được thông báo của livestream. Thứ hai là nhớ share thật nhiều để cho các bạn các em. Và lưu ý rằng là cứ 11 giờ trưa hàng ngày thầy sẽ up tài liệu lên trên file cho các em. Ok, bye bye, chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.